long tươi lâu cho xuất khẩu đi xa. Bảo quản thanh long sau thu hoạch bằng chế phẩm diệt nấm Natacot. Các nhà khoa học đã xác định rằng nguyên nhân gây hư hỏng thanh long sau thu hoạch chủ yếu do nấm gây bệnh đốm nâu gây ra. Bào tử của nấm này có thể được tìm thấy trên vỏ quả thanh long và khi có điều kiện thuận lợi, nấm sẽ phát triển và gây hư hỏng.